Wow, cái âm thanh vừa rồi các bạn nghe đó chính là cái âm thanh khủng khiếp đến từ cái hệ thống bô Agrabovic Full System bản kỷ niệm 25 năm được lắp đặt trên một chiếc xe Ducati Panigale V4. Có thể nói chiếc xe này là chiếc xe khủng nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Thì bây giờ mời các bạn cùng theo mình khám phá chiếc xe này. Cái điểm mà mình đặc sắc mà mình muốn nói trên chiếc xe này đó chính là cái dàn áo trên chiếc xe này. Cái dàn áo này là dàn áo carbon. Các bạn có thử nghĩ xem, tại Việt Nam hiện nay, những người thợ Việt Nam hiện nay đã có thể làm được cái dàn áo carbon này. Và anh Kim, chủ của Taboo Shop, chính là người đã làm ra cái bộ dàn áo carbon này và lắp lên trên chiếc con cưng của mình. Thì nếu mà nhìn kỹ trên chiếc xe này thì các bạn có thể thấy nó còn đặc sắc hơn nữa, đó chính là những cái vân được dệt theo cái kiểu lục giác rất là đẹp mắt. Đây, nhìn kỹ đi, những cái vân được làm rất là đều nha các bạn. Và nhân tiện nói về cái bộ dàn áo carbon trên chiếc xe này thì kể cả những anh em biker nước ngoài họ cũng đã từng đến shop của anh Kim để ngắm nghía thử xem. Họ thật sự rất là ngạc nhiên những người thợ Việt Nam hiện nay đã có thể làm được cái dàn áo carbon trên một chiếc xe Superbike. Tại sao mình nói là họ ngạc nhiên? Thì thực ra trên thế giới hiện nay cũng đã có rất là nhiều hãng làm cái dàn áo carbon cho những chiếc xe Superbike. Tuy nhiên thì đây là một trong những chiếc xe, những cái dàn áo carbon được làm ngay tại Việt Nam với cái mức giá rẻ hơn. Mình xin khẳng định chắc chắn là với mức giá rẻ hơn. Và theo anh Kim chia sẻ thì cái phần ốp bình xăng như thế này nó sẽ giúp cho nài xe không bị trượt tới phía trước trong quá trình mà chúng ta phanh gấp. Thì đây các bạn có thể thấy thì cái phần này nó đã được vuốt vuông hơn. Đây, rất là đẹp mắt. Đây, trong quá trình sử dụng thì anh Kim chia sẻ là đây là một cái khu vực mà nó sẽ tản nhiệt rất là nhiều và thường nài xe Ducati sẽ rất là khó chịu. Vâng, và để hiểu rõ hơn về cái việc thực hiện cái dàn áo carbon trên chiếc xe này, mình xin mời các bạn gặp gỡ anh Kim, là chủ của Taboo Shop, là người đã trực tiếp nghiên cứu và chế tạo cái dàn áo carbon trên chiếc xe này. Cảm ơn anh Kim và vui khi nhận lời tham dự clip lần này. Một cái câu hỏi mà nhiều bạn rất là băn khoăn đó chính là việc thực hiện cái dàn áo carbon trên chiếc xe này nó có khó khăn gì? Và trong cái việc thực hiện của nó thì cái chi phí khoảng bao nhiêu? Về cái khó khăn đó thì vẫn là cái về cái việc đổ khuôn ra một cái sản phẩm để mà nó hoàn thiện một cái sản phẩm nó fit vừa vào với cái xe của mình đó. Yeah. Thì là nó trải qua rất là nhiều công đoạn, ra khuôn xong rồi mình phải xử lý những cái bề mặt tiếp xúc với lại những cái dàn áo, với lại cạnh sườn, những cái vị trí bắt ốc, nó sẽ chiếm khá là nhiều thời gian. Thì sau khi mà chỉnh sửa cái dàn áo mà cho nó dàn áo mẫu á, cho nó hoàn thiện thì bắt đầu mình mới làm ra một cái dàn áo gọi là cuối cùng, là cái dàn áo mẫu cuối cùng, là để mà mình thành phẩm một cái sản phẩm hoàn thiện. Thì hiện tại đây á, là mà cái dàn áo mình vẫn còn đang test, tuy nhiên là nó cũng đạt được khoảng 70 đến 80%. Tuy nhiên mà về cái mặt thẩm mỹ mình vẫn phải chỉnh sửa.
thì nó đang ở trong quá trình là tầm khoảng 70-80% về độ thẩm mỹ. Và cái dàn áo này là được lắp đặt lớp enlay, có nghĩa là mình không cần phải chế cháo gì so với dàn áo zin, đúng không? Đúng rồi. Một cái điểm mà rất là nhiều anh em chơi xe mà họ băn khoăn, có nghĩa là họ sợ đụng vào cái việc mà chế lại cái sườn hay cái gì đó. Và nếu mà cái việc thực hiện dàn áo carbon tại Việt Nam như thế này thì so với những cái hãng lớn như thế giới thì chi phí nó rơi vào khoảng bao nhiêu? Nếu mà mình gia công hiện tại trực tiếp ở Việt Nam thì cái chi phí nó chỉ vào khoảng 50% so với lại chi phí ở các hãng lớn ở nước ngoài. Là một cái điều mà rất là nhiều anh em biker đang mong muốn là được thực hiện Việt Nam. Thứ nhất là nó nhanh, thực hiện ở Việt Nam nó nhanh và nó vẫn đảm bảo được cái hiệu suất vận hành của chiếc xe. Thì ngoài chiếc Ducati Panigale V4 như thế này thì những cái xe hiện tại trên thị trường là mình có thể thực hiện được hết không? Tất cả những cái xe hiện tại trên thị trường mình thực hiện được hết. Ngoài ra mình vẫn có thể là chỉnh sửa theo ý khách hàng, là ví dụ như những cái đường vân, những cái ô, những cái kẽ hốc gió mình có thể là mình làm theo ý khách hàng được. Đó là cái lợi thế khi mà mình làm ở Việt Nam. Là mình trực tiếp mình chỉnh sửa, còn ở nước ngoài thì họ làm ra một cái khuôn mẫu sẵn thì mình không có thể thay đổi. Và cái thời gian thực hiện một cái dàn áo trên chiếc xe này thì khoảng bao lâu anh? Cái xe này của mình thì nếu mà tính tổng về thời gian thực hiện thì nó rơi vào khoảng một tháng là một cái thời gian tuyệt vời so với việc mà mua từ nước ngoài ship về rồi chi phí đội lên rất là nhiều. Và trước khi đi vào sâu bên trong các chi tiết trên chiếc Ducati Panigale V4 này thì mình đây là cái chìa khóa, chiếc xe này đã được lắp đặt cái hệ thống khóa từ rất là đặc biệt. Và theo anh chủ xe thì hiện tại thì xe anh là một trong những chiếc xe hiếm hoi trên thị trường Việt Nam xài cái hệ thống này. Thì với một cái công tắc rất là nhỏ này, các bạn có thể nó giống tương tự giống như là cái chìa khóa từ mà các bạn hay thấy trên những cái xe ở Việt Nam. Thì với một cái vị trí rất là đặc biệt thì cái chìa khóa này sẽ được quẹt ở một cái vị trí rất là đặc biệt, bí mật mà anh chủ xe đã giấu. Và cái nút trên này, Jet Bright, giống như là cái nút kích hoạt tên lửa gì đó. Nhấn vào một cái là bắt đầu mãnh thú xuất hiện. Và sẵn đây mình cho các bạn xem thì đây là cái hệ thống điện tử, màn hình điện tử TFT cơ bản trên chiếc xe này đã được giữ lại. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn qua thì cái phần cụm tay lái này thì các bạn có thể, những người chơi xe phân khối lớn tại Việt Nam đã có thể thấy độ khủng khiếp trên chiếc Ducati Panigale V4 này. Thì đây là cái cụm công tắc Jet Bright thường được trang bị trên những chiếc xe chạy trong trắc, có nghĩa là đề máy và kích hoạt hệ thống nhanh nhất có thể để chúng ta tiết kiệm nhất thời gian. Ok, bên trái nó chính là cái cụm côn dầu Berosa Racing. Đây là một cái cụm côn dầu có thiết kế tương tự như cái cụm côn dầu của Berosa. Thì đây là cụm côn dầu Berosa Racing với cái tay dầu, tay côn là bằng carbon. Cụm công tắc Bike Sport Development tương tự như những cái mô tô GP trên đường đua. Ngoài ra nếu các bạn nhìn kỹ thì các bạn có thể thắc mắc đây là một cái công tắc rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó là đến từ công nghệ trên trường đua GP, có nghĩa là khi nài xe vẫn có thể giữ tay ga và để điều chỉnh được cái lực phanh bằng một tay bên này thay vì phải mất một công đoạn để điều chỉnh cái lực phanh. Và nhân tiện nói về phanh thì bên phải này đó chính là cái cụm phanh dầu Brembo Billet GP. Thì cái cụm Billet GP thì những anh em chơi xe phân khối lớn tại Việt Nam cũng đã quá quen thuộc rồi. Những anh em muốn cái xe mình có hiệu năng tốt nhất thì cũng đã được trang bị cái cụm tay thắng này. Và bên phải nó cũng chính là những cái cụm công tắc nổ máy rất là bình thường.
nhìn xuống bên dưới thì các bạn sẽ hình dung ngay cái độ khủng khiếp về những trang bị trên chiếc xe này. Wow, nhìn các bạn nhìn đi, nó khủng khiếp như thế nào, nó quá sức. Gọi là mình là một người cũng đã tiếp xúc khá nhiều những cái superbike của anh em chơi xe ở Việt Nam, nhưng mà thật sự là đây là một cái bản độ mà mình thấy anh chủ xe gần như là đã trang bị full trên chiếc xe này. Thứ nhất là cặp mâm BST Rabbit, một cặp mâm carbon có thể nói là tương tự như cái kiểu thiết kế của chiếc Ducati Superleggera, một trong những chiếc xe flagship của Ducati. Tuy nhiên thì cái bộ mâm BST này cũng còn được bẻ cái đầu, bẻ cái góc để cho nó khác biệt đi hơn một xíu. Và đi chung với nó đó chính là cặp lốp Bidery Diplo Wet, một cái cặp lốp dành riêng cho để chạy trời mưa, điều kiện thời tiết trơn trượt. Và đi kèm với nó, các bạn nhìn đây, một cái dàn chân trước. Cặp phụ trước là cặp phụ Olin FGR100 đã được anh chủ xe thay thế. Đây là con heo dầu Brembo Nikken Monolock, một trong những con heo dầu đắt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Và cái điểm mà mình thấy rất là thú vị và anh chủ xe anh đã chia sẻ đó chính là cái dĩa này. Cái dĩa này là cặp dĩa full plotting tháo xe WSBK của Ducati. Thì nó sẽ có những cái công nghệ trên trường đua rất là đặc biệt. Thứ nhất, các bạn nhìn vào cái phần lỗ tản nhiệt trên cái đĩa này thì các bạn có thể thấy là cái lỗ tản nhiệt của nó sẽ được vác chéo đi một xíu thay vì cái lỗ đục thẳng như những chiếc xe thông thường. Và cái công dụng của cái đĩa này có nghĩa là khi mà chúng ta vận hành trong điều kiện trời mưa thì đây chính là những cái lỗ mà sẽ thoát nước. Ngoài ra thì những cái lỗ được vác xéo như thế này, nó sẽ khi mà chúng ta chạy thì gió nó sẽ luồn vào đây và nó sẽ hỗ trợ tản nhiệt cho cái đĩa này. Bên cạnh cái bộ phận chi tiết tản nhiệt như thế này, CNC Racing, một công nghệ, một cái dĩa tháo xe MotoGP nên nó sẽ mang được những cái đặc tính trên chiếc xe MotoGP. Các bạn đã có thể thấy rồi. Rồi ngoài ra thì cái dây dầu cũng là dây dầu heo và ngắt dầu ơn, tương tự như anh em chơi xe ở Việt Nam đã thường trang bị. Nói về đồ chơi chiếc xe này thì ngập tràn luôn, có khi nói cả ngày cũng không hết. Và các bạn nếu mà nhìn cái đây, cái vị trí chống đổ này thì các bạn nghĩ những chiếc xe mô tô bình thường cũng có thể gắn chống đổ bình thường. Tuy nhiên đối với Panigale V4, một trong những chiếc xe nó không sử dụng cái khung sườn truyền thống, thì anh chủ xe đã trang bị cái chống đổ ELA đến từ Nhật sẽ bắt đây và sẽ bảo đảm được chống được những cái trường hợp không may xảy ra. Ở đây chính là cái bộ nồi khô STM và cái chụp nồi của Ducati mà anh chủ xe đã trang bị. Thì theo anh chia sẻ thì anh là một người chơi xe cũng có nhiều kinh nghiệm rồi, và anh cũng muốn đưa chiếc xe Ducati của mình trở về với truyền thống của nó, đó chính là sử dụng cái bộ nồi khô như thế này. Thì cơ bản chiếc Panigale V4 nó sẽ không có cái bộ nồi khô này mà anh chủ xe đã trang bị. Ngoài ra ở đây các bạn cũng có thể thấy dây dầu heo, và đây là cái bên đạp sau, bên đạp shifter. Tiếp theo đó chính là cái bộ gấp sau. Cái bộ gấp sau này là bộ gấp sau của Gillette, thì nó có thể điều chỉnh được cái tư thế để chân để phù hợp với những cái thể trạng người khác nhau. Rồi, và một cái chi tiết như mình đã nói ban đầu đó chính là hệ thống bô Agravovic Full System được dành riêng cho chiếc Panigale V4. Và đây còn là bộ cái hệ thống ống xả 25 năm, kỷ niệm 25 năm, đặc biệt, rất là đặc biệt. Đấy, ở ngoài sau, nếu mà ở trước thì các bạn có thể bị cái dĩa nó che, thì đây ở phía sau này các bạn có thể thấy được độ hoàn thiện và độ tuyệt vời của cái bộ mâm BST Carbon như thế này. Như mình đã nói thì cái bộ mâm này tương tự như chiếc Ducati Superleggera, nhưng mà đã được bẻ cái góc đi một xíu cho nó đặc sắc hơn một xíu. Wow, và nhìn cái bộ mâm này các bạn thấy nó tuyệt vời như thế nào. Mình thật sự là mình nhìn bộ mâm này mê luôn. Rồi, các bạn có thể thấy ở phía sau này thì cái gắp zin được giữ lại và cũng đã được ốp carbon, đều đã được làm bằng thủ công tại Việt Nam. Và đây là cái phuộc sau Mubo đến từ Ý. Thường những anh em chơi Superbike ở Việt Nam hoặc là những anh em chơi xe phân khối lớn thường đi chung một cái combo, đó chính là ô lình trước và ô lình sau. Thì khi mà anh đã làm khác đi một xíu, đó chính là cái cặp phuộc Mubo này. Đây là cái cặp phuộc Mubo Racing. Tuy nhiên anh khi mà anh nói thì
nguyên bản của cái cặp phuộc này, đó chính là cái lò xo, nó là lò xo màu trắng. Và anh Kim anh đã chụp chiếc xe của ảnh, gửi qua bên hãng và nói là xe của tôi là nó như cái tổng thể các bạn đã thấy nó như thế này, một màu đen Black Edition. Thì hãng Mubo họ cũng đã làm cái lò xo màu đen này và họ sơn cái logo Mubo như thế này, thì nó lắp vào chiếc xe nhìn nó hài hòa hơn và nó đẹp mắt hơn rất là nhiều. Thì đó là những một vài những chi tiết rất là nhỏ mà anh chủ xe đã chia sẻ với mình. Ngoài ra thì như mình đã nói, Panigale V4 đã là một trong những cái siêu phẩm tại Việt Nam, và có thể nói trước khi chiếc V4S, V4R và chiếc mới đây nhất là chiếc Super Legera ra mắt, thì động cơ Desmo CDC Chandelier là một trong những cái động cơ cho cái công suất mạnh mẽ nhất trên thị trường Superbike hiện nay. Ngoài ra thì có những cái động cơ, nhưng mà đó là cái động cơ có gắn thêm Super Track của hãng Kawasaki trên chiếc H2. Thì động cơ này là một trong những động cơ sản sinh công suất mạnh nhất, và đây là chiếc một trong những chiếc xe có thể nói là một trong những chiếc xe Superbike mạnh nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Cái động cơ này mình sẽ giải thích trước về cái tên này, Desmo CDG Chandelier. CDG trong tiếng Ý có nghĩa là 16, số 16. Thì chiếc xe này, cái động cơ này nó có 16 van. Chandelier trong tiếng Ý luôn có nghĩa là đường phố, có nghĩa là chiếc xe này được thừa hưởng những cái tinh hoa công nghệ từ trường đua của đội đua Ducati. Tuy nhiên nó đã được tinh chỉnh lại, tái cấu trúc lại để cho phù hợp để trên một chiếc xe thương mại chạy trên đường phố. Thì cái động cơ này có dung tích là 1103cc, nó cho cái công suất là 214 mã lực, tại red light là 13.000 và cái mô men xoắn của nó là 124 Nm. Cái thời điểm ra mắt vào năm 2017 thì đây là một trong những chiếc xe mạnh nhất trên thị trường Superbike. Sau này thì Ducati, chính họ Ducati đã cho ra cái phiên bản cao hơn, đó chính là chiếc V4R, và chiếc mới đây nhất là chiếc Super Legera thì nó sẽ cho cái công suất mạnh hơn nữa. Và để kìm hãm cái những cái sức mạnh trên chiếc xe này thì Ducati họ đã trang bị tất tần tật những cái công nghệ tiên tiến nhất trên chiếc Panigale V4 của mình. Và để các bạn có thể hình dung thì mình sẽ mở cái đồng hồ điện lên cho các bạn xem thử là những cái công nghệ gì đã được Ducati họ trang bị trên cái xe mình. Vâng, và đây, nếu mà nhìn vào cái phần đồng hồ điện tử này thì chúng ta có thể điều chỉnh hết tất cả những cái tính năng, những cái công nghệ hiện đại mà Ducati họ đã trang bị, giống như là ABS này, hệ thống wheel shift hai chiều, hệ thống ổn định thân xe, traction control, rồi hệ thống slide, hệ thống trượt trong cua, hoặc là hệ thống ABS trong cua, tất cả đều có thể điều chỉnh hết. Và đặc biệt những cái tính năng này nó có được chia ra nhiều cái nấc can thiệp khác nhau, và người lái nài xe có thể điều chỉnh tùy theo cái nết chạy xe của mình. Đấy. Ở cái mức thông số cơ bản thì chiếc Panigale V4 nó đã đạt được cái tỷ số công suất trên trọng lượng gần như là hoàn hảo. 214 mã lực trên 198 trọng lượng khô là đã gần 1,1 mã lực trên 1 kg. Tuy nhiên thì đối với một chiếc xe đã được độ như thế này thì cái tỷ số công suất trên trọng lượng nó còn tuyệt vời hơn nữa. Bởi vì cơ bản những cái vật liệu carbon trên chiếc xe này nó đã làm cho trọng lượng của chiếc xe nhẹ hơn rất là nhiều. Ok, và trước khi kết thúc clip lần này, mình xin cảm ơn anh Kim, chủ của Tabu Shop đã hỗ trợ phương tiện một chiếc siêu phẩm đến từ Ý để cho Xe Đời Sống thực hiện clip lần này. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip lần này và hẹn gặp lại trong clip lần sau.